hài hòa, mà muốn phát triển là phát triển. Mày phải làm gì cho tao ở một cái xã hội vậy? Ok rồi, ăn cơm hả? Nãy giờ nói chuyện cũng khoảng tiếng mấy, 2 tiếng không? Nói hoài cũng vậy. Có gì hỏi không? Sao bác? Trước tiên hỏi bác tên gì, từ đâu tới à? Dạ, chào thầy. Con không phải là thầy, con là thằng Kiệt. Cứ kêu thằng Kiệt dễ dễ nghe hơn. Thầy thế nào mà đứa nào gọi mình thầy, còn bình thường là bác chú cháu hết. Tính theo sát phàm. Thầy xin phép thì thôi gọi giữa tuổi tác. Chú rồi hả? Rồi con kêu chú bằng chú. Dạ, rồi cứ gì hỏi chú ở đâu? Anh em đây, vì đối tuổi tôi thì chắc cũng xem cũng chú ở đâu? Nhìn mặt thầy trước chú có 10 năm trong thân rồi. Mà chú ở hiện giờ ở Mỹ ở đâu? Dạ, tôi ở bên Houston hả? Dạ, ở đâu? Dạ, ở bên tiểu bang Texas. Ok. Không dám nói thành phố à? Dạ, ở thành phố thì thành phố nhỏ, ở Conroe. Ok, rồi. Chứ còn Houston thì ở xa mà. Thì có lỡ lên Houston, còn có đi có tiếng ngồi. Ngay chỗ ở là ở Conroe. Sao? Bữa nay chú có cái gì chia sẻ cao kiến gì? Dạ không, tôi là tại vì không có cao kiến gì hết, tôi là người bình thường. Nhưng mà thường thường á, mấy cái người mà nói mình bình thường là mấy người đó bất thường, còn mấy cái người mà nói chót chót mà nói 5 năm nay ha mới là bình thường nè, tại cái ruột nó ra ruột ngựa nằm ngoài ha mới gọi là bình thường, còn mà kiểu mà nói vậy mới là thứ dữ á. Rồi tiếp tục. Tiếp tục có gì cao kiến chia sẻ. Tôi thì từ nhỏ giờ là không có đến chùa mà không đến nhà thờ. Đừng sao? Đừng quay con rồi. Thảo đã nói người bất thường, đó là cao nhân bất khả lộ. Không có quay phim. Chỉ có recording thôi, không có quay. Ấy, cái chữ không có quay phim mà nó record. Được rồi, vậy cắt bỏ đừng. Cắt bỏ giùm. Tại vì gửi về bển nói mày qua đây rồi tiếp tục nói gì ở đây á là con đi không có gì giấu á, đã nói cái ruột ngựa nằm đây 5 năm nay cái mặt trình đỉnh đây nè, 8 bề thọ địch mà bây giờ thêm bề nữa 9 bề đâu sao. Cái đó thì cái mình yếu mình không giống là gió, yếu giống là gió. Yếu nha mà nhỏ. Trời này tôi mới yếu nè. Qua Mỹ có một mình mà coi mà cút. Một mình mà trời tới 8 tỷ hùng binh. Bữa thiên ma nó xuống trần. Tôi đây có một mình nè. Sao chúng muốn nói gì? Nói đi. Không có nói gì về đạo pháp. Nhưng mà đây là tôi theo trên nhà cái truyền thông qua mạng cho biết là biết đầu tiên là biết ok rồi ra đó ăn cơm đi rồi con. Đúng rồi chào tiếp tục đi, xin lỗi. tiếp tục tôi biết chú là nhà qua truyền thông trên mạng lâu, mình theo dõi sớm nhất là thích
chức chắc là bắt đầu chiến tranh giữa Nga và Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là ngài phải có một sự vào của thiên nhiên, chứ không thể tự do mà thiên ngàn thôi. Tự mời mấy vị hộ pháp dùng cơm của Trình nấu lòng mệt lòng mấy vị hộ pháp. Rồi nó tiếp tại nãy giờ đang nói chuyện với mấy ông thần, giờ nói chuyện với chung rồi nói chuyện lượt hai bên được nữa. Tiếp không, nhưng mà đây cái là tôi không giống nói về chính trị về tôn giáo về gì hết á. Nhưng mà tôi trong tất cả thì tôi nghe khẩu hiệu của chuyện ngài có một cách đặc biệt của ngài chứng minh bàn tay, nhưng mà ngài không được bàn tay này hả? Không biết bàn tay hay là cái gì thì tôi không biết, nhưng mà chú có một tạo rất là chứng minh, tại vì không phải là một gì rất đơn giản. Bởi vì thì tôi nhớ được tới một câu là không mà có mà không, nhưng mà ai thì cũng phải chết thôi. Tôi hôm nay cũng thất thật rồi chứ không phải là nhỏ. Bây giờ nói tới đây để hồi mình quên đúng không? Vì chú tên gì quên này? Chú Thu biết lúc mà bắt trọng mà bị cọc què cọc quặt ở Kiên Giang á, và cái trục thăng lúc đó đưa về bệnh viện ở đâu Hà Nội á, đố ai là người cứu ổng? Lúc đó đến đây á, mình khấn ba ca nhang cho ổng á. Thiệt là tự nhiên sao, không phải là thương bắt trọng lắm, nhưng mà thà để cái bản lời cọc què gì á mà mình còn giữ liên hệ Trung Cộng. Tại cái nước Việt thay đổi nó không có liên quan gì cái thể chế của Cộng sản Việt Nam mà còn Trung Cộng á, nó là một cái nghiệp chung, hiểu không? À chứ thằng trẻ lên á nó còn tưng, nó bán luôn cái nước còn lẻ nữa. Thà để ống gì mà chậm để chờ Phật Thánh Tiên xuất hiện và tiếp tục. Cho nên đang nói vậy đó, chữa bệnh là mình trị giùm cho bác Trọng rồi đó. Bác Trọng cũng có thiếu nợ mình á. Nhưng mà nói vậy tôi cũng nghe được, tôi cũng mau là sốc để mình nhìn được những cái điều mà chú nói. Thế là nhìn cái nước Việt Nam được sống để mình nhìn được cái thành quả nước Việt Nam mà chú đã nói thì trong ở bệnh có mấy ông chính trị hỏi. Nhưng mà có một điều không may cho tôi là tôi đau một mâm chuẩn bị năng y. Cho nên bây giờ tôi xin chú phán cho tôi một điều, nếu mà cái bệnh năng y này là đúng là nghiệp chư thì cho tôi ra đi cách nhẹ nhàng được không đau. Tôi không sợ chết mà tôi sợ đau. Đau. Chết tôi không sợ chết, bởi vì con tôi lớn hết rồi. Bệnh mà muốn hết á, trước tiên á, thật sự á, chú nói đúng. Từ lúc mà con ra đời, cha cho, Phật cho, Đức Thầy cho ra mặt đánh những cái tiếng kẽn đầu tiên trước khi thời Covid, lập núi, lập chùa, để cho kinh điển sáu quyển là sấm cơ, kinh là thiệt. Nếu hôm nay thiên tướng chuyện này không có xuất hiện trên mạng, sáu quyển cuốn kinh hay những tất cả những kinh điển của những nhà tiên tri thời xưa sẽ thành tiểu thuyết không đúng. Phật không có nói láo chúng sanh. Thì trị bệnh rất là nhiều người hết thiệt, những đứa gần đây cũng biết. Còn riêng chú á, mà muốn hết bệnh á, hiện giờ lên, bước lên chừng vài chục bước, lên trên đó khấn cha đi, khấn mẹ lấy chai nước uống, biết đâu hết. Chứ còn đa số khi mà việc trị bệnh á là phải có sự đồng ý của những vị hộ pháp. Tại xung quanh lúc nào á cũng có rất là đông mấy vị hộ pháp đang đứng đây nè. Chuyện nó ok rồi mấy vị trị giùm ông này thì mấy vị trị, nhưng mà cái tâm của chú phải quay đầu, phải biết hồi xưa mình có lỗi gì, nó là cái nghiệp, tất cả bệnh đều là nghiệp hết, không cần phải giải thích, đều là nghiệp. Tiền kiếp mình làm gì mình đều có nghiệp, thì phải quay đầu cha mẹ trước, thì những vị hộ pháp xung quanh Kiệt á mới thấy Kiệt để cái tay người nào. Thì dĩ nhiên là Kiệt có cái energy, nhưng mà energy chỉ một phần, mấy vị phải dùng thần thông riêng của mấy vị mới trị luôn, hiểu không? Cái tay này chỉ trị bệnh được mấy ma rồi với mấy hài nhi rồi chơi thôi. Còn ung thư đó thứ thiệt á, hay Covid đó mà trên giường bệnh mà mấy cái người mà chụp hình FaceTime qua cho Kiệt á,
là Kiệt phải nhờ mấy ngày bay tới đó. Ok, bệnh viện đang nằm ở Chợ Rẫy, người này ở nằm ở phòng này, ngày về đó ngày chị giùm. Thì quá mai. Có nhiều người tưởng là mình làm, chứ bộ nói thiệt trên mạng, chứ bộ không phải là người làm. Có một cái phần góp công, nhưng mà không phải 100% nha. Ô Phật, mình phải nói để mình không có bị phạm có. Hả? Con là mình rất thương, cho nên nó sợ tôi chết. À, tức là sợ chết mới ngồi đây á, không sợ chết sức mới ngồi đây. Con tôi nó sợ tôi chết cho nên nó mới mà mình bây giờ mình chết bây giờ thì tại sao ạ? thì cứ đi về khẩn thượng đế khẩn Phật đi. Nhưng mà cái chỗ này nè, tôi có cái ước nguyện là biết bước về đây không phải là để bệnh rồi mới muốn về đây, mà tôi có muốn về đây là thì cái lúc một khi chiến tranh xảy ra mà nghe mấy biết khi mà cứ biết nhất một cái biết về vấn đề một hòn xe tăng đồng tiết. À, đồng tiết hả? Không, còn cái vụ mà bom nguyên tử kìa, cho nên sau này sẽ có một số đệ tử trên mạng sẽ coi là những clip cũ á, sẽ lấy ra ba cái bài sớ đó dịch cái tiếng Mỹ cho nhân loại biết là thiệt. Ở đây á, mình không có bá dạng hùng binh, mình cũng không có Pentagon, mình chỉ có nhóm đệ tử có lực, là cái tâm tốt của mỗi người chúng ta đều có lực, cộng với cái người này từ trên trời để xin xỏ để sàng lọc cái trái đất này, rồi đi cầu Phật cùng với Đức Thầy hạ phàm để mà cứu chúng sanh, mà để điều khiển, để điều hòa cái trái đất này, đến khi làm sao làm không cần biết. Cuối cùng, cuối của cái cuối cùng, cái thế giới này sẽ không còn búa liềm, sẽ sang trang. 1000000% ai muốn cá thì nó kiện này kiện cá. Thì lúc đó gọi là thời vàng kim, thời Phật Di Lạc. Tại vì nếu mà cái thế giới này á, mà nó không có thống nhất một thể chế gọi là tự do á, tự do tiếng nói, tự do này, tự do nọ, đủ tự do á, thì mình cứ đấu nhau hoài, gà nhà cứ bôi mặt đá nhau. Cho nên thiếu nữ kiệt này trên trời không có thích như vậy, cho nên mới xin cha đừng có cho nó bấm bom nguyên tử, để cho, tại vì những cái lâu đài, những cái này, những cái nhà lầu đồ á rất là khó xây dựng. Cả ông nhà phụ với Long Dương, lúc ngày lên trên thế gian, ngày bay vòng vòng ở nước Mỹ, bay ở New York, bay xuống San Fran, bay xuống LA, ngày nói trời, ở dưới thủy cung đâu có nhà lầu, ở trên này á, nhân loại xây nhà lầu đẹp quá. Thì cha với tâm của một vị Bồ Tát trên trời đâu có nở để cho bị phá hủy một cách dễ dàng. Thì từ đó mình mới gọi là sàng lọc. Nhưng trong sàng lọc thì phải chậm nha. Đổ mà ví dụ mình cài bỏ hết một cái hư này, nó giống như thời đại ông Khỉ, thời ông Noah hay thời Atlantis, để hủy hoại trái đất này, lập lại một cái nhân loại mới, thì nó rất là dễ với bề trên. Nhưng mà sàng lọc mới là khó. Sàng lọc là khó là chỗ nào? Khó là đích thân phải đi lên đây nói để tìm được những người có hữu duyên để hiểu, để mà cầm mỗi một người chúng ta hội thiên trên thế giới, phụ với cha, phụ với Phật, cầm cây đuốc để đốt đi cái màn vô minh của cái trái đất này. Tại cái trái đất này mắt thường tất cả mọi người không thấy nha, nhưng mà ở trên mỗi lần về trái đất này cũng y như là chui vô một cái tủ closet mà đóng tối thui vậy, mà nó hôi hám, nó đen kịt vậy đó. Là vì cái trượt nó quá nặng. Mà ở trong đó hiện giờ, bữa giờ họ thiên chúng ta ở hải ngoại này cũng rất là đông rồi đó, không có đếm được. Ở Việt Nam cũng rất là đông. Thì đó là lý do tại sao mình phải dùng lý trí và mình dùng cái đuốc để mình cứu vãn cái quả địa cầu này. Nếu không, cái quả địa cầu này nó sẽ uổng công của những ngày thành lập. Là vì ba trái bom nguyên tử mà nó nổ thôi, là tất cả những tiên Phật ngày xưa thành lập ra cái trái đất này, nó nằm đúng cái trục quay để mà có bốn mùa mưa thuận gió hòa, rồi nó có cây cỏ cho chúng ta ăn. Thật sự con người mà sống trên quả hành tinh này không có cần phải đi làm, không cần vúa neo, không cần làm gì hết, tự động cái thiên nhiên cha mẹ đã cho mình đầy đủ lương thực rồi, chỉ mong mình ăn hiền ở lành thôi. Nhưng mà khi con người mình tham á, đầu tư này làm nọ, nhất là thời nay á, stock thù đã nói rồi cả năm trước đừng có chơi,
bây giờ cũng sạch túi. Ở có những cái hòn đảo như Bahamas, những cái hòn đảo ở xa, ở đó thì đi du lịch nhiều ở mấy cái miền, mấy cái đảo mà ở miền Nam Thái Bình Dương á, họ có những cái đồ ăn, họ sống quanh năm không có cần phải làm gì hết, đầy đủ thức ăn, nó có thiệt. Trái đất này cha mẹ đã làm cho mình như vậy rồi, tự vì chúng ta tham, chúng ta muốn học sò, chúng ta muốn ăn mặc đồ LV, đồ hiệu, đồ này đồ kia. Đồ hiệu là gì? Tên của ông Louis Vuitton à, có một cái xác chết. Tại sao không làm đồ hiệu Hồ Chí Minh đi? Cái đó người ta đeo làm bóp hay làm purse hay làm quần áo cũng vậy. Chẳng qua là gì? Nhân loại hiếu kỳ mà quên đi cái bổn tánh lương thiện của mình. Bổn tánh lương thiện của mình là trời cho mình là phải sống rất là bình thường nha. Thì giống như kiểu ông Evan bây giờ ông có tài sản ông chẳng cần. Thiên Tấn Kiệt này cũng vậy, tuy là mặc áo này nhưng mà cái tâm không còn tham tiền, không còn sân si, cũng không còn mê một cái gì nữa, tham sân si không còn nữa. Thì hôm nay cha mới cho ra lên mạng, rồi mấy vị mới kêu ra để độ đời. Mà độ bữa giờ 5 năm, bao nhiêu người hiểu, bao nhiêu người nghe, nói hết ý hết lời luôn á. Ngày nào cũng đi về trên trời họp với mấy vị. Sao chúng sanh nó lì quá, cứng đầu quá. Bữa nay nó còn chửi cha, chửi con, chửi người này, chửi người kia, nói này nói nọ. Tại tà đó, nó đi đảo ngược câu chuyện. Trở về câu chuyện trị bệnh của chú thì đơn giản, chú lên trên này đi. Quả mai bữa nay chú hết bệnh. Nhưng mà trước tiên á, lên cái điện Ngọc Hoàng hay là ở đâu? Đây nè, điện này nè. Tự gì bệnh thì, tật. Trước khi mà tôi biết được cái clip của chú thì tôi có được mà qua cái clip của Thiên Ánh Đạo Vàng. Của ai? Clip Thiên Ánh Đạo Vàng. Cũng ở trên mạng thôi. Cái đó trên cao đài, có cao đài. Thì cái đó tôi không biết là của đài nào. Thiên Ánh Đạo Vàng thì cũng nói về vấn đề chiến tranh, cũng nói về tử vong. Sau này đài hay là đạo gì không cần biết. Cả Công giáo, Hồi giáo cũng đều thành thiên tâm hết. Đó là bề trên nói. Chuyện này chỉ lặp lại thôi. Còn hôm nay ai tin thì tin, không tin thì chờ xem. Nhưng mà nhân loại ngộ lắm, không có cơ hội để mà ngồi chờ xem đâu. Bây giờ luật sư hay là CVA hay là mấy cái thằng mà trong quốc hội nó nói chuyện, bộ mỗi lần nó nói gì phải chờ kiểm chứng. Tại con người mình có cái nhã. Cũng giống như là từng rồi mình đi hai kinh, mấy ông rồng ông cũng vui, ông cũng đi hai kinh chung với mình. Nhưng mà ông đâu có đi, mà ông cũng ba vòng vòng chậm chậm chơi mình chậm để mà hộ cái đoàn người đi. Ông hiện trên mây đúng không, cái mình quay mình bỏ lên mạng vậy mà có rác mà gọi là con của ma quỷ gì không biết. Ôi sao ổng không làm mây bay, kiểu nào nó cũng nói được. Thời nay mà ai có phước thấy rồng trên mây là có phước. Như vậy là dữ lắm rồi. Bao nhiêu nghìn năm nay có hiện tượng này không? Rồi có Phượng Hoàng xuất hiện ở Sài Gòn không? Có cái bản đồ Việt Nam xuất hiện ở Hà Nội không? Rồi có Long Vĩ Xà Đầu khởi chiến tranh là có con rồng đen á, nó xuống cầu ở chỗ có mấy hình. Rồi ông rồng của mình mấy vĩ trinh này vậy mà nó cũng nói. Khi cái tâm của họ đen thùi á, kiểu nào họ cũng nói đen á. Giống như người bị bệnh gan á, ung thư gan, cái bầu trời của ta xanh đẹp như vậy mà nó cứ cãi lộn với ta biết à, màu vàng à. Thì cái chúng sanh nó có những loại đó, mà cái chỗ này mình nói để mọi người hiểu. Mấy vị nói 95% là như vậy đó, 95%. Có nghĩa là mình đi xuống núi thôi là mình tìm một người mà để hiểu cũng không ra. Cái này trực tiếp với cái sắc đồng đó. Sắc đồng nó khi cái phần điển thiên nó bị sắc đồng.
tôi hỏi rằng là ngài thành thị tướng đi của Đức Hồng Quân Lỗ Tổ, ngài mượn cái sắc đồng, mà cái sắc đồng là một sắc hoàng, thì khi nào là biết thật và khi nào là biết là giả? Thì để tôi nói cho này đó, tại sao khi Đức Phật Thích Ca của mình á ngày xưa nói cho đệ tử và nói cho chúng ta tới ngày hôm nay, thứ nhất không quy Phật, không quy quỷ thánh thần, đúng không? Là tự vì đó là cái hiện tượng mà chú vừa mới nói. Bây giờ một cái xác con ma nó nhập vô cái xác đó, nó xưng nó là Phật Bà ông Âm, rồi cái nó lập ra một cái đạo cả đống người lại cái xác đó. Mà khi cái xác đó xuất ra thì thấy cái xác đó, rồi cứ cung phụng cái xác đó, cũng y như là ông Lý Đồng Chí hay là ông Tròn á, Võ Văn Yên á, nó cũng vậy. Cho nên trong luật Phật Thích Ca nói cũng có một phần trúng, không phải là sai. Nhưng những vị thần của mình ngoài kia cũng là đạo Phật, tại họ mới gọi là thần tốt, gọi là thiện thần, là ở bên cõi kia họ cũng lại Phật. Mấy con không có mở mắt nhìn thấy, mấy vị cũng thường tới tượng Phật cũng xá, rồi mình ngồi thiền trên điện cha mẹ, mấy vị cũng lại cha lại mẹ như mình thôi, nhưng mà mấy vị không có cái thân. Thì mình quy y mấy ngày đó, mình quy ông Nguyễn Ông Trực, quy ông Trần Đạo, quy ông Lê Việt, quy những cái vị thần của mình, ông Mai Hắc Đế hay này nọ, thì là đúng. Nhưng mà tại sao Phật tử thời nay Việt Nam lại không chấp nhận cái chuyện đó, trong khi mấy ngày là trực tiếp gia hộ cho mình đó nghe? Còn cái chuyện mà nhập đồng vô rồi lập đạo là chuyện một điều sai. Sao ông chỉ nhận được là những người nào mà ông tự động nhập thôi, ông chỉ nhận thôi, nhưng mà ông không có xưng thùng xưng bát, ông chỉ xưng ông là một ma thôi. Bây giờ tiếng nói Việt này cũng giống như những vị tái sanh bằng từ lúc mang bụng ra tới bây giờ là một người, là một người, nó có một cái lịch sử. Sau này họ thiên á sẽ, đây là một cuốn kinh sống nha quý vị, chị không có nói chuyện kinh điển, không có giảng kinh lỗi lạc, tại vì mình không có nằm trong ngũ đại truyền thừa là rồi. Nhưng mà đây là cuốn kinh sống, con của cha thiệt, xuống trần chịu khổ thiệt, để mà chịu bao nhiêu tai nạn cho chúng sanh, cho nhân loại thời nay, để mà đóng lên cái màn cho tới ngày hôm nay lập cái đạo Thiên Tâm, là người thừa hành của Đức Thầy, là Di Lạc số 2, Đức Thầy là Di Lạc số 1. Chỉ có vậy thôi. Nhưng nó không có giống như những cái dạng kia, giống như cái dạng giống như bên những cái môn phái khác. Đó là một cái chánh thống, một cái đạo của Thượng Đế, để mà sau này sát nhập tất cả các đạo trên thế giới lại thành một.